Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Học Từ Đầu. Và ở video tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một kỹ năng tương đối là hay ở trong Photoshop CS6. Đấy chính là cái cách để giúp chúng ta có thể kéo giãn một đối tượng ra. Cái này thì mình sẽ ứng dụng trong việc giãn chân của một nhân vật. Ví dụ như nhân vật của chúng ta hơi lùn, hơi thấp chẳng hạn, thì chúng ta có thể giãn ra để cho nó đẹp hơn, thon hơn, và để cho nó đạt chuẩn các cái vòng hơn. Thì ở đây các bạn nhìn thấy ở trên màn hình các bạn, thì các bạn nhìn thấy đây là cái lúc mình đã giãn ra, đây là cái bức hình mình lấy ở trên mạng. Và bây giờ nếu như mình tắt đi, các bạn có thể thấy thấp hơn, nhưng mà khi mình giãn ra thì cao hơn, mà nó không làm thay đổi các cái tính chất của bức ảnh. Thì để làm được điều này thì chúng ta làm như sau. Cái thứ nhất ấy là chúng ta sẽ kéo giãn, chúng ta sẽ chia cái đối tượng này ra làm 3 phần, và chúng ta sẽ kéo giãn từng phần một cho nó dễ. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhấn Ctrl+R để bật cái thanh thước của phần mềm Photoshop CS6. Sau này các bạn di con chuột vào những cái dãy số 14, 16, 18 ở cái khu vực này. Các bạn kéo xuống để lấy cái đường thước thứ nhất. Thì các bạn đường thước thứ nhất các bạn để ở eo hông. Đường thước thứ hai các bạn để ở vùng đầu gối. Và đường thước thứ ba các bạn sẽ để ở vùng mắt cá chân. Tại sao lại phải kéo như thế này? Bởi vì chia làm 3 phần thì tí nữa chúng ta sẽ có một phần ở phía trên, phần thứ hai và phần thứ ba. Phần dưới cùng thì chúng ta không không tính, thì sẽ chia làm 3 phần như thế. Và sau khi chia được 3 phần rồi thì các bạn dùng một công cụ chọn Marquette Tool. Các bạn chọn vùng thứ nhất từ mắt cá chân đến đầu gối. Và các bạn bấm Ctrl+C để copy cái lay này. Sau đấy các bạn tạo một cái lay mới và các bạn Ctrl+V thả cái lay ấy vào. Thì các bạn thấy ở đây đã có cái lay mới và cái vùng được chọn. Cái tiếp theo các bạn chọn background và các bạn lại kéo cái vùng chọn tiếp theo và các bạn cũng nhấn Ctrl+C, và sau đấy các bạn tạo cái layer mới, layer 2, và các bạn paste vào đấy. Tiếp theo các bạn cũng chọn background, sau đấy các bạn chọn cái phần trên, phía trên của nhân vật. Sau này các bạn Ctrl+C và các bạn tạo một cái layer mới và các bạn cũng thả cái đối tượng vào đấy. Thì sau khi đã tạo được ba cái layer như thế rồi ấy, thì bây giờ chúng ta phải phải kích chuột phải vào từng layer và chọn Convert to Smart Object. Thì chọn sở dĩ chúng ta phải chọn cái bước này là bởi vì sau này chúng ta giãn ra thì cái đối tượng của chúng ta không bị vỡ hạt, không bị nhòe. Thì chúng ta sau khi chúng ta đã chọn Convert to Smart Object rồi ấy, thì chúng ta sẽ bỏ cái thước này đi. Chúng ta nhấn Ctrl+R để bỏ cái thước này đi và để bỏ ba cái đường line này đi. Chúng ta vào View, vào Clear. Thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh theo chiều, nếu như các bạn chỉnh từ trên xuống dưới thì các bạn chọn trên xuống dưới, hoặc là dưới lên trên thì các bạn phải làm từ dưới lên trên, chứ các bạn phải làm theo thứ tự các lay. Bởi vì lúc vừa rồi là chúng ta làm theo thứ tự các lay, các bạn không thể tự chọn theo, ví dụ như các bạn chọn lay ở phía trên rồi lại giãn dễ ở phía dưới rồi lại chọn ở giữa thì như vậy là không được, bởi vì là như vậy nó sẽ khó có thể trùng khớp nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn cái layer dưới cùng là layer cái từ mắt cá chân đến đầu gối. Thì các bạn kích vào layer 1 hoặc là các bạn kích vào đây và các bạn chọn chọn lại công cụ này và các bạn kích chuột phải, các bạn chọn layer 1 và các bạn bấm Ctrl+T để thực hiện cái chế độ giãn chân của đối tượng. Thì mình phóng to một chút, các bạn sẽ nắm ở phần giữa và các bạn kéo lên. Kéo lên đến một mức độ nào đấy các bạn thấy được rồi thì các bạn enter. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cái layer 2, kích chuột phải chọn layer 2 và các bạn cùng nhấn Ctrl+T. Và sau đấy các bạn giữ phím Shift
và kéo cái layer 2 lên cho nó khớp với cái layer 1 của chúng ta vừa kéo giãn lên ở cái vị trí chúng ta vừa kéo giãn lên. Và chúng ta cũng tiến hành kéo cái layer 2 này lên và chúng ta lại enter. Tiếp theo đến cái layer 3, chúng ta kích chuột chọn layer 3 và chúng ta cũng nhấn Ctrl T và chúng ta cũng giữ phím Shift để kéo nó lên. Các bạn nhớ nhé, giữ phím Shift này là mục đích để cho cái layer chúng ta kéo lên nó không bị lệch sang phải hoặc lệch sang trái mà nó chỉ là kéo lên theo chiều thẳng đứng. Xong xuôi rồi thì các bạn kéo cái layer 3 lên một chút và các bạn bấm Enter. Nhiều khi các bạn làm xong các bạn sẽ thấy có một cái đường viền như thế này, chứng tỏ là lúc các bạn kéo cái layer là nó chưa xít vào nhau. Đây này, nó chưa xít vào nhau. Thì như vậy các bạn chỉ việc chọn lại là gì, các bạn chỉ việc kích chuột phải chọn layer 2, các bạn gõ Ctrl T và các bạn lùi xuống một pixel, một cái lùi ở trong cái bốn phím lên xuống ở trên mặt phím ấy. Sau đó các bạn enter thì các bạn thấy đã khít. Sau khi đã khít rồi thì các bạn lại lên ở phía trên, các bạn lại kích chuột phải chọn layer 3, các bạn gõ Ctrl T và lại lùi xuống. Ok, và đến bây giờ là bức ảnh của chúng ta đã được hoàn thành. Bây giờ mình sẽ nhóm ba cái này lại là một, tạo thành một cái group. Các bạn chọn ba cái, các bạn kẹt Ctrl G thì nó sẽ tạo thành cái group. Và bây giờ chúng ta sẽ bật tắt cái group này thì chúng ta sẽ biết được là cái chân của người mẫu của chúng ta đã được kéo dài ra. Và như thế này thì các bạn sẽ thấy là nhân vật của chúng ta sẽ đẹp hơn và trông rất là duyên dáng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hy vọng video sẽ có ích đối với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thân ái, chào các bạn.